cô gái Việt mặc váy công chúa tham gia lễ hội té nước ở Thái Lan khiến mọi người xung quanh chú ý. Chắc Chen mặc váy công chúa từ Việt qua tận Thái luôn. Mặc dù Chen đã hot một thời gian nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, một cô gái người Việt sang tận Thái Lan tham gia lễ hội té nước. Mọi người ai cũng mặc trang phục thoải mái, vui chơi trong làn nước mát rượi. Riêng cô gái này không quên nu Chen bằng được. Cô diện hẳn bộ váy công chúa bồng bềnh, tay cầm đồ nghề được bơm đầy nước. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về cô gái này. Đi đến đâu mọi người cũng ngước nhìn đến đó. Ai bảo nổi bật làm gì để rồi ăn no nước thế này đây. Ướt hết người nhưng nhan sắc của cô gái được cộng đồng mạng khen ngợi. Có người còn cho rằng theo phong tục ở xứ sở chùa vàng, nếu được nhiều người tạt nước thì may mắn lại càng nhiều. Xem ra cô gái này sẽ gặp được nhiều vận may trong thời gian tới đây. Còn bạn, bạn nghĩ sao về màn nu Chen rất chịu chơi của cô gái trên? Comment ngay cho TV Chen được biết với nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Chen và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.